Làm gỏi cuốn tôm thịt kiểu này Ăn no cũng không lo béo nha Năm nào cũng như năm nào Hết ăn Tết lại đến ăn rằm Mỗi năm lại tích cho mình thêm vài ký lô Thật sự công cuộc giảm cân quá là gian nan luôn Món này thì không có tác dụng giảm cân đâu các bác ơi Nó chỉ giúp các bác ăn được nhiều rau hơn thôi này Còn nếu mà muốn giảm cân Thì mình có thể thay đổi một vài nguyên liệu trong món này nhé Tôi dùng thịt ba chỉ Luộc chín cùng với hành tím cho nó thơm Bác nào mà ăn giảm cân thì thay thịt ba chỉ bằng ức gà là ok la rồi Lúc thịt sôi lên các bác nhớ hớt bọt đi, đun sôi khoảng 20 đến 30 phút, tùy vào thịt dày hay mỏng là thịt chín rồi. Tranh thủ trong khi luộc thịt mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ăn kèm. Món này tùy vào sở thích của mỗi người sẽ cuốn các nguyên liệu khác nhau. Còn của tôi hôm nay thì ngoài xà lách và rau thơm, tôi còn có thêm dưa chuột và cà rốt nữa. Dưa chuột mua về thì các bác rửa sạch với nước muối hoặc là rửa sạch rồi gọt vỏ đi nhé. Dưa chuột là một trong những loại quả hỗ trợ giảm cân rất là tốt. Tuy nhiên thì dưa chuột sử dụng khá là nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Các bác nên tìm mua dưa chuột sạch rồi hãy ăn kể mà đau bụng. Sau khi rửa sạch sẽ rồi, các bác thái miếng dài nhỏ như tôi cho nó dễ cuốn này. Ngoài dưa chuột và cà rốt như tôi đang dùng, nếu mà thích ăn chua chua thì các bác có thể thêm dứa hoặc xoài xanh. Rồi thái như dưa chuột và cà rốt là được. Làm món này được cái là bày hết ra một mâm, mỗi người một bát nước chấm rồi ăn. Vừa đỡ phải dọn dẹp rửa bát nhiều lại vừa ngon. Nói thật là tôi chỉ ưng khoản nấu nướng thôi, chứ dọn dẹp là không thích làm. Chỉ thích nấu ăn, không thích rửa bát, thế mới đều. Vì là máy rửa bát nhà tôi vẫn chạy bằng cơm, nên mỗi khi muốn bày vẽ món nào tôi còn phải tính là bày vẽ món này xong thì có nhiều bát không tôi mới làm ấy. Cà rốt các bác cứ thái miếng dài mỏng thôi. Cứ thế cuốn ăn luôn cho nó giòn, không cần phải luộc hay là trần sơ đâu. Thịt chín rồi thì vớt ra để nguội, xíu nữa mới thái này. Trong khi chờ thịt nguội thì mình luộc tôm nhá. Tôm các bác có thể luộc hoặc hấp, miễn làm sao tôm chín là được. Nay làm đơn giản thôi, nước sôi cho tôm vào, đun sôi lên, đến khi mà thấy đuôi tôm cong lại, chạm vào đầu tôm là chín rồi tôm vừa luộc xong mà bóc là bỏng tay luôn á nên là để đó thái thịt trước này các bác thái miếng thịt mỏng mỏng ăn cho nó ngon mà không bị ngấy thái thế này là chưa mỏng lắm đâu nhưng mà thôi chấp nhận được cho hết thịt ra mâm nè bay đẹp đẹp xíu nhìn cho nó đã mắt tôm các bác bổ đôi ra lấy chỉ lưng đi bác nào mà có điều kiện thích ăn tôm nhiều thì cứ cho ngay cả con vào ăn cho nó đã chứ tôi thì bổ đôi ra cho nó được nhiều soạn xong đồ cuốn rồi tôi làm thêm bát nước chấm chua ngọt nữa tôi ăn gọi cuốn tôm thịt thì hay chấm nước mắm chua ngọt nên là tôi chia sẻ cho các bác còn các bác mà có loại nước chấm nào hay hơn thì chia sẻ cho tôi với nhé. Nguyên liệu tạo nên sự bắt mắt và thơm ngon hoàn hảo cho bát nước chấm đấy là tỏi và ớt. Các bác băm hoặc xay nhỏ ra. Tuy nhiên là xay nhỏ nhưng vẫn thấy miếng, chứ nhỏ nhuyễn ra đến lúc pha mắm là không thấy tỏi với ớt đâu nữa đâu. Nước mắm chấm mình pha theo tỷ lệ một mắm, một giấm, một nước và một đường. Tỷ lệ này còn tùy thuộc vào độ đậm nhạt của nước mắm các bác dùng và khẩu vị từng người nữa. Nên là các bác cứ pha đi rồi nếm lại sau cho nó vừa vị nhé. Giờ khuấy cho tan đường rồi cho tỏi và ớt vào nữa là xong. Xong nước chấm rồi, giờ mới yên tâm ra cuốn gỏi đây. Bánh tráng mình nhớ dùng loại dày để cuốn này. Nhúng qua bát nước cho bánh mềm dai rồi mới cuốn. Các bác nhìn thử tự nguyên liệu tôi cho vào nhé. Đầu tiên cho xà lách trước, rồi mới đến dưa chuột, cà rốt, rau thơm, bún, rồi mới đến thịt và tôm. Sau đó thì các bác gập hai mép bánh lại và cho một cái hẹ vào giữa bánh và cuốn thôi. Nếu như các bác ăn giảm cân thì thay bánh tráng và bún bằng bánh tráng gạo lứt và bún gạo lứt. Còn thịt ba chỉ thì thay bằng ức gà là vừa ngon lại không sợ béo rồi món này mà ăn sáng thì không tiện lắm chứ mà ăn trưa ăn tối là quá ổn áp luôn các bác cũng làm đổi bữa nhé